Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông và hướng dẫn điều khiển xe an toàn cho 1.200 học sinh, sinh viên nhà trường. Tại buổi tập huấn, cán bộ phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã thông tin về tình hình các vụ việc vi phạm luật giao thông đường bộ, tai nạn giao thông trên toàn quốc và trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong những tháng đầu năm 2022, phổ biến các nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, giới thiệu về biển báo và tín hiệu đèn giao thông, những hành vi vi phạm bị xử phạt và một số lỗi mà người tham gia giao thông thường mắc. Thông qua buổi tuyên truyền, giáo viên và các em học sinh đã được cung cấp nhiều thông tin bổ ích mang tính thời sự cấp thiết liên quan đến tình hình giao thông trên địa bàn, từ đó xây dựng ý thức trách nhiệm văn hóa giao thông, giúp các em trở thành những tuyên truyền viên tích cực với gia đình và cộng đồng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.